Hiền chào cả nhà, chào các bạn. Để nói đầu tiên, Hiền chúc cho gia đình lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Hiền chia sẻ tiếp tục lễ khánh thành cả nhà ơi. Không khí bây giờ càng vui càng nhộn nhịp, thì ở vùng khác, nơi khác cũng đều về đây dự lễ khánh thành. Hiền kính mời gia đình cùng Hiền tham dự lễ khánh thành ở đảo Lý Sơn. Hay là còn cái lầu nữa nha. Cái lầu chưa lên nữa nha. Nói đông lắm chưa? Người ta nói đông quá, nhiều giờ không có chỗ. Không có chỗ. Đây, từ cổng đi vô là lầu 1 nha, tức là lầu 2 nha. Cũng ở trên lầu 2 ha. Bệnh nằm đập nghẹt mình bệnh luôn đó. Bây giờ thì một đường thì vô, một đường thì ra ha. Một đường đi ra thì nãy giờ thì cũng bên điện thờ Phật Mẫu. Bây giờ bên điện thờ Phật Mẫu cũng xong thì qua bên Tam Thác Gia bên đây. Có bé gái nhỏ cho dễ cưng quá. Bé dễ cưng quá. Mặc thêm cái đồ dài nên nhìn dễ cưng. Bé ơi bé. Con dễ cưng quá. Bé nhỏ theo bà ngoại cũng quà cho dân địa phương này nè cả nhà. Đây ha, tại đây ở trên đảo mọi người cũng rất là nhiều nha. Một người là một thùng mì ha, một bịch gạo, và ở trong đó có một bịch nước sơ dầu phộng một viên cả nhà. Cái đó là một hộ là một phần như vậy ha. Xong rồi thì mấy ngày nay bất cứ nhà nào ai muốn vô để Phật đều được hết nha.
cửa thân khách đảo Lê Sơn về đêm nha cả nhà. Thân khách giao Phật mẫu kế một bên nha. Tại vì ngày 9 tháng 7 là lễ khánh thành thân khách. Bởi vậy mấy bên nay là quan khách lại rất là đông nha. Tính dự lễ thân khách ha. À đấy, cũng có đến là cũng có về rồi cả nhà. Nếu mà không có về nữa, ở đây hết rất là đông luôn nha. Cũng có một số là ở khách sạn cả nhà, chứ ở đây ngủ hết là không thể nào mà đủ chỗ nha cả nhà. Đây ha, đây, đây là cảnh về đêm ha. Địa phương biết một bên này đông người nên là đem đồ để bán cả nhà. Phần đông là bán tỏi nhiều nha, bán tỏi giúp trong biển nha. Tại ở đây cũng là ở đảo cả nhà, bởi vì trong biển nấu mà sương sa cả nhà rất là nhiều nha. Đây ha, trên biển nha. Còn đây là tỏi nha cả nhà, có tỏi Lý Sơn và tỏi Cô Đơn nữa nha. Đây, cảm ơn nhiều. Tỏi quá chừng cả nhà, đặc sản ở đây là tỏi nha, tỏi ăn rất ngon nha. Tỏi thơm nha. Tỏi đi cháu. Chừng luôn. Quay trực tiếp. Cả nhà. Tối rồi nè cả nhà, người đi vẫn tấp nập nha. Hai bên người ta bán rau nè, bán rau biển ha, bán tỏi Lý Sơn, bán cây nhà ha. Mình nhận ra cái nồi nấu cơm rồi. Nấu cơm ở chùa Thánh Thác đảo Lý Sơn phải không? Ủa? Sao gặp mặt nữa rồi? Tay có rảnh không? Chơi đắt nhỏ quá ha. Đây, anh thợ nấu cơm mình lại gặp nữa nha cả nhà. Đây cũng là đoàn con quả nấu cơm cho chùa ha. Nấu cơm lại bao nhiêu xửng một lần một nha cả nhà. Nấu nó lẹ mà ngon. Ờ, vậy chị đi ăn gian nữa hả? Ơi, công quả quá chừng luôn. À, công đức vô lượng. 11 giờ. Chị 10 giờ rưỡi phải không? À, bán ai chị ha? Đây, mình lại gặp cái đoàn công đức cả nha. Tại công đức thì có rất nhiều đoàn nha. À, làm gì bên khác nhau ha. Đoàn mà hồi nãy múa lân nè, biểu diễn ở chùa ha cả nhà. Bây giờ cũng lên tàu về nha. Đó, không lần vừa lên tàu ha. Trống kẹt rồi lên. Tàu chứa rất là nhiều nha. Phía sau đó là để đồ ha. Bên trước là người ta ngồi. Phía tàu cũng dài như cái nhà. Đây, đây, đây. Đây 6 ngày nhưng mà đi về là 3 ngày nha cả nhà. Tại vì bận đi là 1 ngày rưỡi, bận về là 1 ngày rưỡi nha. Tổng cộng mình đi là cả 9 ngày rồi cả nhà. Đây, đây là cũng những dẫn đoàn lại tham gia thành
dự lễ Khánh Thành ha. Bảo vệ tán nha, còn không bảo vệ tán cũng vậy luôn, cũng khắp nơi lại ha, cũng đoạn lâu đài nha, phần đông đoạn lâu đài rồi nha. Bây giờ đang chờ tàu ha. Đây là cái trước cửa bánh tàu nha cả nhà. Bây giờ ngồi uống một cái chờ tàu chút, chưa tới giờ, tới giờ mới lên tàu được. Quá đông cả nhà ơi, hên là đoàn của mình trước khi mua vé là mua vé về luôn cả nhà, chứ mấy đoàn sau không có nghĩ tới á. Bây giờ mua vé không có vé tàu để đi luôn á, tại đây là ở đảo nha. Muốn qua đất liền phải ngồi tàu, nhất định phải ngồi tàu thôi. Cái đội mặc đồ dài trắng cả nhà là đội của Hội Thánh nha. Hội Thánh là những vị có phẩm cao ha, đến đảo Lý Sơn dự lễ Khánh Thành ở đảo Lý Sơn nha. Đầu sư lớn nhất trong đạo Cao Đài có đến tham dự nha cả nhà, đã lên tàu rồi ha. Tàu Biển Đông nha cả nhà, cơ hai Biển Đông nha, lên tàu về nha cả nhà. Đoàn công quả của cô hai tên lên ha, cô hai khỏe tên lên. Đọc kinh đi về nha cả nhà, khi đi cũng đọc kinh, khi về cũng đọc kinh nha. Cầu xin cho chúng sanh được bình an đi về về nha cả nhà. Đây là cô Hải Tinh Linh, cô Hải Phải Tinh Linh cũng là má mình nha. Chị này khỏi cần tô cho cái hộp nè đó, muốn hộp muốn tô muốn dĩa làm cái gì cũng được nha. Đây, đó, vui ha. Không có chỗ này cũng có lý tưởng cả nhà, có giọng nằm đông đưa nghỉ mệt ha. Ôi hành là chín rồi kìa, luộc sơ thôi nó rất là ngọt luôn. Xe công quả thì đậu dọc đường vậy cả nhà. Xe ha, mình đi hai xe ha. Lễ Khánh Thành ở đảo Lý Sơn kết thúc rồi cả nhà ơi. Cái đoàn hành hương cô hai trên đường về Tây Ninh thì dừng chân lại chỗ này ăn cơm nghỉ ngơi một chút thì tiếp tục đi về cả nhà. Thì con cũng chúc
cho cái đoàn hành hương cô hai đi đường thuận lợi bình an. Thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi và xem hết clip của Hiền. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye.